Kính thưa mọi người, thì hôm nay mình trở lại nhà lưu trú của vợ chồng chị Bình để thăm lại bạn Thủy Tuyên, với bạn mà sinh viên 20 tuổi mà không may mắc căn bệnh là ung thư. Mình cũng chia sẻ thêm là gia đình của Thủy Tuyên là có 4 thế hệ là bị ung thư. Bà ngoại ung thư đại tràng, dì ung thư đại tràng, tới Thủy Tuyên ung thư ở tuyến giáp. Rồi Hùng là bị u não, ung thư u não. Cũng khoảng nửa tháng rồi không có gặp lại Thủy Tiên. Thì hôm nay thay mặt Mạnh Thường Quân hỗ trợ đến cho Thủy Tiên ít tiền để có tiền để tiếp tục điều trị. Trước khi vô gặp Thủy Tiên thì chia sẻ với mọi người chút xíu về việc mà buôn bán của mấy chị ở trong nhà lưu trú nè. Có chị này là chị Hoa đúng không anh? Chị Hòa hả? Chị Hòa ở Bến Tre. Ở Bến Tre, chị có bán sabo còn 60 70 kg nữa anh. Mà mọi người có mua thì có thể là liên hệ một chút nữa thì cô Phú sẽ để cái số điện thoại mua cho chị. Để chị có tiền để chị thuốc thang rồi các thứ 20.000 ký. Hôm nay là gia đình của Thủy Tiên là cũng đủ hết 4 người, thì mình có nãy có nói là 4 thế hệ đó, là bà ngoại đây nè. Ngoại lên chung với lại Thủy Tiên luôn hả ngoại? Ngoại lên thế nào, Sáng sức khỏe của ngoại sao rồi, ngoại nói con nghe. Dạ, nhưng mà đỡ hơn hồi trước Tết không? Mai vô thuốc. Vậy đó ha. Cái ngay chỗ này của ngoại bị gì hôm bữa con không có để ý nè, Cái này nó cũng bị lâu rồi. này bú hiền đúng không, nó tự nổi vậy thôi. Dạ. Nó nổi mười mấy năm, cái nó chạy nó bực ra rồi, cái nó chạy rồi cái nó chạy nó trở lại. Dạ. Ngày mai đó ngoại vô thuốc nữa, là tổng cộng là ngoại vô bao nhiêu lần thuốc hóa trị rồi ngoại? Là 8 lần, 8 lần rồi ha. chưa tám lần họ cho vô, 8 lần mà ngày mưa vô nữa là mới có 2 lần, còn 6 lần nữa. Dạ. Thôi con đi qua bên đó con nói chuyện với lại Thủy Tiên nha. Dạ. Em lên chung với ngoại luôn. Đi hồi mấy giờ? Dạ, đi từ lúc 12 giờ đêm. Hình như là ở Lâm Đồng, ở Đức Trọng đúng không? Trọng, Đức Trọng lên đây khoảng chừng 5 tiếng hả em? 5 tiếng không? Lên tầm 5 tiếng. Đi bằng đêm lên hồi đây mấy giờ? Dạ, lúc 5 giờ sáng. Là đợt này là em lên là em đi để mà chăm sóc cho ngoại hay là em có về thuốc thang của em luôn không? Dạ không, em chắc ngoại đi vô thuốc. Gì đó. Sức khỏe em mấy ngày nay sao rồi? Dạ cũng ổn hơn. Hình như là hôm nay anh nghe cái tiếng em nó rõ hơn hôm bữa một chút xíu đúng không? Có một lần phẫu thuật ở đây mọi người. Tuyến giáp. Cái giọng của em như vậy là khoảng nó chuẩn như như cái hồi đầu là khoảng bao nhiêu? Khoảng 70 không? Nếu mà Chắc tầm 80. 80 luôn hả? Khi nào Thủy Tiên mới đi học lại? Ngày 7 tháng 3 nữa em mới học đó. Cái đợt dịch này đó hả, là họ quản lại. Hôm bữa em có nói với anh đó là cái việc thuốc thang đó là hiện giờ lại không có vô quá trị, mà em uống cái thuốc đó nó cũng thay thế quá trị, nhưng mà cái thuốc đó là rẻ hơn. Rẻ hơn hay mắc hơn? Rẻ hơn. Là một lần uống của em á là tổng cộng cái tiền, ví dụ như anh nói là một tháng đi là em phải tốn bao nhiêu tiền để mà mua cái thuốc đó? Tầm 5 triệu. 5 triệu. Còn cái tiền gì phát sinh thêm không Thủy Tiên? Dạ, họ chỉ đi đi xe xuống đây thôi chứ. Là lấy thuốc ở bệnh viện ung bướu chứ họ không có bán thuốc theo chỉ định rồi ha, không có thuốc to đúng không? Em có đem theo cái giấy tờ bệnh án của em không? Nói chung là em bị bệnh ung thư tuyến giáp, nhưng mà mới phát hiện nay khoảng 3 tháng nay thôi. Bao nhiêu lần thuốc uống thuốc rồi? Mới được 2 lần.
Ủa cái thuốc này là uống nó theo nó cũng giống như những cái mà mấy chị mà mình quá trị không? Có nghĩa là thường thường quá trị là khoảng tầm khoảng 1 tuần, thì em có uống theo cái định kỳ là 1 tuần không? Hay là em muốn như thế nào, em muốn trọn 1 tháng luôn không? Dạ, uống 1 tháng. Một ngày là mấy viên? Dạ, thuốc uống tiếng nhắc là 1 viên rưỡi, còn cái thuốc kia thì 2 viên. Em có đem đây không? À, rồi mấy ngày nay nếu mà em xuống đây rồi em không uống là sao? Hồi sáng em uống một bữa cơm nhà. Nhưng mà em ở đây với ngoại là cũng khoảng mấy ngày mà. Dạ. Là ngưng uống luôn, không uống mấy ngày đó. Hay là hết thuốc? Dạ không, vẫn còn sáng em uống. À, không chịu đem theo uống cho nó xuyên suốt, nó mới có sức khỏe chứ. Rồi quên hay sao? Dạ em đi cũng. Đi quên đúng không? Ừ, chứ thuốc là em nói là uống nguyên tháng là phải nó phải đem theo chứ hàng ngày. À, một cái thông tin vui đến cho mọi người. À, cháu Hùng. À, cháu Hùng bị bệnh não nè mọi người. Thì hiện tại là hôm trước là mình có thông báo cho mọi người về cái thông tin vui là Hùng là có thể là đi chập chững. Và mấy ngày qua mình có qua bên đây thì mình thấy là sức khỏe của Hùng là đỡ hơn hôm bữa nữa. Ừ. Có thể là tự ngồi ngồi ghế để mà ăn cơm. Hùng, Hùng. Con đi cho chú với mọi người xem thử coi. Đừng có xuống đây đấy con, bỏ xuống. Ừ. À, con tụt xuống, con tụt xuống. Đấy. Đó. Thường thường là phải ẵm xuống mà hôm nay là ngồi đó rồi tự. Đó, tự đi luôn đó. Con đi tới bà ngoại coi, con đi tới bà ngoại cho chú coi coi. À, giỏi quá nha. Giờ là đâu có sợ té đâu chị. Đâu sợ té đâu chị Lý. Rồi đi tới đây coi. Nè nè. Hùng Hùng. Hùng đi tới Hùng lấy cái ghế này được không? Tự tự mình nha, đừng có nhờ mẹ được không? Lấy cái ghế rồi tự ngồi thử coi. Rồi rồi, tìm cách làm sao qua bên đó. Đó. Đó, ê, ê, ê. Không sao, không sao. Không sao, không sao, không sao. Rồi, ngồi xuống cái ghế, ngồi xuống cái ghế. Thẳng lưng. Đỡ hơn hôm bữa không chị Lý? Nó ngồi nay ngồi hôm bữa là vô thấy là ngồi ăn cơm phải ru mà cũng thuốc như cũ vậy nè chị Lý. Qua to thức là thấy nó mềm, bữa sau là vô nó mất cái mất nó ta nên bắt đổi đổi lại cái vô thăm to thức nó là ảnh nó mệt rồi sao mà ảnh đứng dậy đây như vậy đó và ta đi thứ Rồi tư rồi đi, đây. rồi rồi để mẹ dẫn đi, mẹ dẫn với lại là nói là cũng như là không có đứt quãng như hôm bữa nói như cà lăm bữa nay. Nói là câu nào rõ câu nấy à. Rồi. Thả ra luôn mà không cho mẹ dịnh luôn mà. Đó. Giỏi quá. Bác sĩ này mát tay nè hả chị? Rồi vô đi, vô coi điện thoại đi. Ở đây có một lần phẫu thuật ngay đây, sao hết. Rồi từ xích lên. Rồi từ 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 lòng Nó, đó, cái đó đó. vô đó đó. Đó. Ngày nào chị cũng tập đó, cho Dạ giãn lưu có. Có một chiếc thông mà. xe nữa đó, một chiếc xe tập đi á. Đúng rồi, xe tập Có đi. cái lần nữa. Mốt là tự đi tự vệ sinh được cái là khỏe. Dạ. Bây giờ mà ảnh đi bụng 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 mà đi tự vệ sinh nữa là thôi khỏe. Hùng nếu mà giai dế là em của Thủy Tiên hay là anh đúng không? Mẹ của Thủy Tiên là Em của chị. em đúng rồi. Đó, từ nãy thấy Hùng là khỏe nên là mừng quá là không có nói chuyện tiếp với Thủy Tiên. À, em cái việc học của em có nói là 1 năm nữa sẽ ra trường. À, cái khóa học cái môn học của em là môn gì? Dạ em học bên quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh ở Đà Lạt. Năm nữa ra trường. À, hôm bữa thì Thủy Tiên cũng có chia sẻ là gia đình cũng có nói là nên là quản cái việc học lại để có thể là tốt cho cái sức khỏe, nhưng mà nói là thôi cũng gắng học cho ra trường để có cái việc làm lo lại cho bà ngoại. Bà ngoại là hàng tháng là
lo em cái tiền thuốc thang, hồi nãy em nói 5 triệu luôn đó hả? Rồi tiền đâu mà ngoại lo cho ngoại? Dạ, rồi em cũng đi làm xong rồi cũng phụ. Cái tiền của ngoại là khoảng 5 triệu nữa không? Dạ, ngoại phải hơn. Hơn nữa hả? Vậy là hai bà cháu là trung bình là tầm khoảng chắc cũng không tới 15 triệu ha? Dạ, gần tới. Cũng gần tới đó. Rồi nếu mà ấy đó thì em xin việc ở đâu? Nếu mà ra trường á, anh giả chữ á, xin việc làm xin việc ở trên Đà Lạt hay là xuống Sài Gòn này? Trên Đà Lạt. Đà Lạt. Dạ. Cho gần nhà. Dạ. Có việc để mà lo lại cho bà ngoại đi ha, dạ. Bà ngoại khỏi cực. Cho anh mượn lại cái. À, ngoại cũng đồng ý cho Thủy Tiên tiếp tục học hay ngoại? Dạ. Yeah. Chừng nào thấy sức khỏe mà được thì cho học, còn không ấy phải nghỉ ngơi ha, chứ đừng có cố hay ngoại. Không chịu nghỉ ha. Học mười mấy năm rồi mà bây giờ còn con năm nữa mà không học rồi. Nó cố gắng rồi từ hồi mà học tới giờ nó không có rớt vậy. Học tháng rồi em tới giờ đó. Giờ coi như là vừa rồi đi lên đại học là cũng học sinh giỏi tốt. Bây giờ chắc nó không chịu nghỉ, chứ giờ còn trả tiền cũng hơi khó, mà đi làm thì còn ngoại đi làm dọn vệ sinh. Ủa giờ ngoại còn làm không? Giờ gì ngoại cũng ráng đi làm mới có tiền. Có nghĩa là mình vô trong Sài Gòn mình vô thuốc xong rồi mình về nghỉ ngơi là còn khoảng thời gian thì mình đi làm kiếm tiền. Đi làm kiếm tiền. Rồi xuống rồi cũng dọn vệ sinh trong vệ sinh đúng rồi thôi. Hả, ngoại nói là ngoại là công nhân vệ sinh ở bến xe. Vâng. Ừ. Một tháng là được hơi 1.7 triệu. Một tháng 2.7 triệu. Với Thủy Tiên hình như là có đi làm thêm nữa. Không có. Khi nào nghỉ học thì chỉ đi làm thêm. Đây là đi bưng phở rồi gặp cái gì nào mới đó. Thêm vô là mới có tiền. Dạ. Đi như thế này nha Thủy Tiên, thì hôm nay anh gửi những cái thông tin tình hình sức khỏe của gia đình mình ha. Rồi cái thứ hai nữa thì hôm bữa anh đăng lên thì có Mạnh Thường Quân gửi cho em ít tiền, coi như là cái tiền thuốc thang nào cũng được. Theo như anh nghĩ thì nếu mình tiết kiệm một mình em thì cũng được khoảng gần 2 tháng ha. Đó, thì đợi anh chút xíu, anh sẽ soạn cái khoản tiền ra anh gửi cho em. Thôi như nãy anh có nói đó là cái khoản tiền Mạnh Thường Quân gửi đến cho em, anh xin đọc tên và cái số tiền. À, con xin đọc tên số tiền nha ngoại. Dạ. À, anh đọc cái số điện thoại của Thủy Tiên trước nha. Số điện thoại của Thủy Tiên đó là 0384365652. À, thứ nhất là của nhóm áo trắng ở Mỹ là $200 là 4.7 triệu. À, thứ hai là của anh Phương Hoàng ở Mỹ là cũng $200 là 4.7 triệu, thì tổng cộng là 9.4 triệu. Đây anh gửi 9.4 triệu cho em. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm anh nha, em cứ nói đi. Dạ, cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con và gia đình. Từ hôm bữa mà anh đăng lên tới giờ là có ai gọi điện hỏi thăm sức khỏe gia đình mình không, với em được không? Dạ có một chú. Có một chú hả? Với lại từ tối qua có thêm một cô. Là mấy cô chú đó ở đâu em có biết không, tên gì không em có biết không? Dạ không xưng tên. Chị hỏi thăm sức khỏe. Dạ, thôi ha. Với trong tiền trăm cho $100 ha, không ạ? Dạ. Cháu là ảnh. Dạ. Anh gửi cái khoản tiền cho em, thì nếu mà cái khoản tiền 9.4 triệu này em một mình em sử dụng thì có thể được nếu mà mình gói ghém là cũng khoảng 2 tháng ha. Dạ. Ừ. Như vậy. Ở đây là cái bệnh tình chuẩn đoán rồi nè, những giấy tờ của gia đình. Hôm nay là không có cái giấy của Thủy Tiên, chỉ có giấy của bà ngoại nè.
ngoại tên là Lê Thị Cúc, ung thư đại tràng. Với chị Lý là cũng ung thư đại tràng. Còn Trương Phạm Hùng, cháu Hùng là bị u não này. Cái giấy kia là họ để chuẩn đoán của em là cũng ung thư tuyến giáp. Ung thư tuyến giáp. Thì nó có cái giấy mà. Cái hình này là lúc mà em phẫu thuật ngay chỗ cổ đúng không chị Tiên? Có. Dạ. Cái hình phẫu thuật nằm bệnh viện hả? Có, có nè, em có giữ nè. Dạ. Có bữa. Còn có chụp. Thì sẵn tiện thì Google giới thiệu cho mọi người, nếu mà ai chưa biết về anh Nhân, đây là chồng của chị Lý. Anh Nhân thì từ khi mà vợ của anh bệnh, con của anh bệnh thì anh cũng bỏ nhà cửa ở ngoài quê, công việc đi vô đây chăm sóc cho vợ, cho con. Và bây giờ là chăm sóc cho mẹ vợ luôn, đúng không anh Nhân? Cháu luôn. Cho cháu luôn. Là cháu Thạm Thị Thế Tiên rồi luôn. Là 4 người. Vâng. Cho em hỏi chút xíu, anh có áp lực nhiều không? Nói chung giờ cháu sanh hồi trước kia thì quá áp lực, muốn buông tha hết đi. Rồi mà rồi cuối cùng mình nghĩ lại, nếu mà mình trụ cột này á, mà mình bỏ hết thì 4 người này đã biết đi đâu giờ đâu. Mà còn cha còn mẹ quỳ quơ nữa thì rất là căng thẳng rồi. Nhiều hầu muốn nghĩ bỏ quên đi, bỏ xứ mà đi hết đi, mà nghĩ rồi cũng không được chú sinh à. Dạ. Mà mình là giờ mình thấy giờ mình một mình trụ cột, mình đỡ, mình cho 4 người bệnh kia là đỡ một cái nương tựa, đỡ tựa mà nhau mà sống được ngày nào thì mình sống. Ừ. Vậy đó. Anh ngồi ở đây cho nó sáng sáng nha. Dạ. Mọi người thông cảm nha, hơi tối chút rồi, sáng rồi đó. Còn mà bên phía gia đình của anh thì cũng nói chung là bây giờ vợ con của anh rồi, anh cũng có cái trách nhiệm, nên là cũng không có nói gì anh ha. Dạ. Bây giờ nói chung là gia đình của em đây thì cũng rất là khó khăn. Ngoài đây ông già thì tai biến 15 năm rồi. Rồi bà già thì yếu tim, giờ già cả nằm ở quỳ quơ vậy đó. Cũng bó mà phải bắt buộc phải vô. Cái bên nào là nặng trước thì mình nuôi trước, bên nào đỡ đỡ thì có làng xóm nào giúp đỡ, chạy qua chạy lại cũng đỡ lần. Chừng nào mà bí hung thì mình hết đường thì mình mới chịu thôi. Giờ quan trọng giờ lo mà những người ung thư ra trước đã. Em biết gia đình của mình á, đặc biệt là biết trước là lúc là lần đầu tiên là biết anh, biết chị Lý với lại là cháu Hùng là đầu tiên á. Dạ. Là mấy chị em ở trong bệnh viện ung bú là nhờ em chia sẻ về cái bệnh tình của cháu Hùng trước. Dạ. Và mình biết nha, không tới một năm nay đúng không? Dạ. Nhưng mà trong một năm qua á, là em biết được là cái thời gian nó rất là gần, khi mà Hùng xong rồi cái gia đình báo là chị Lý bị ung thư đại tràng đã 4 năm nhưng mà phải lo tập trung về cái tiền nong qua cho cháu Hùng. À. Xong rồi vừa mới chị Lý xong cái phát hiện là bà ngoại. Phát hiện bà ngoại rồi bây giờ kế tiếp cứ hình như là cứ một tháng là một người. Ờ à, một tháng một người bây giờ tới. Dạ. Thủy Tiên. Dạ. Cứ một tháng một người rồi. Nghĩ nhiều hầu đau không biết muốn làm sao hết chú sinh. Rồi phải nằm ở quầy hè quầy hiên kia mà ngủ. Hồi trước kia là vô bệnh viện ngủ đó đỡ tốn tiền. Giờ bệnh viện Covid rồi là không cho vào được thì mình ngủ quầy hiên quầy hè kia nè chú sinh, cho nó đỡ tiền bớt. Bây giờ tiền đâu có vô trong bệnh viện ngủ được. À, người ta đâu cho nữa. Là ngủ cái vỉa hè đầu hẻm đây nè. À. À, tại vì nhà lưu trú của vợ chồng chị Bình là chỉ cho trẻ em với lại phụ nữ thôi. Phụ nữ thôi. À. À, tối anh nằm lên cái ghế của con anh nằm vậy là hả? Nằm trên cái xe đấy. Cái xe đẩy đó đó. À. Nằm trên cái xe đấy đó. Còn tiền nông như thế nào anh nha? Bây giờ là giờ 4 người. Thì bây giờ là thưa chú sinh, như chú sinh giúp được mạnh thường quân giúp được cái nào là như giá dụ đây bà già vô thuốc thì lấy số tiền mạnh thường quân đắp cho bà già đã cho nó đủ rồi qua được một người rồi xong rồi được có ai cho nữa mình đỡ dành là tiếp tục như nay mai con vợ nó mổ là mình đỡ đóng tiền vợ mổ rồi con cháu nó xuống đây mà nó có thiếu tiền thì mình ngắt một ít mình mua thuốc cho nó lần cứ vậy cứ xây chuyền được nhiêu nó đa phần là đâu hay tao đó chú sinh đa phần là tiền ở trong phòng công tác xã hội. Phòng công tác xã hội là nói chung không có, do là người ta biết tới hoàn cảnh gia đình, người ta tới người ta tìm người ta tìm mà cho.
nhà điện thoại đâu vậy. Nói chung là không có Mạnh Thường Quân thì gia đình mình là bây giờ không biết như thế nào luôn đó. Không biết như thế nào thì cũng như là cũng nhờ Mạnh Thường Quân, chứ nếu không có Mạnh Thường Quân thì mình còn nước mà còn mình còn tát mà hết nước thì mình chấp nhận dắt gì thôi, chứ do làm sao chú. Mình cũng chuẩn bị tâm lý đúng không? Tại vì cái bệnh ung thư ở trong người nó không biết là lúc nào sức khỏe nó sẽ đúng rồi, bác sĩ nói mà. Mà giờ cũng phải ráng gượng chú Sinh ạ. Thì sống được ngày nào sống chứ làm sao, chứ đâu phải bo bơ được. Đặc biệt là bệnh tình của vợ anh á, 4-5 năm rồi. Thì đó, thì bác sĩ cũng có nói cứ chứ tấn bị tư tướng. Rồi Hùng rồi cũng vậy, nói thưa với bác là giờ tới giờ thì cũng đâu có biết nói gì hơn. Cứ còn ngày nào nó còn sống mà mình còn nuôi. Cho nên giờ làm sao chú. Giờ cũng biết trước bác sĩ kêu dặn hết mà giấu với vợ với con hết, đâu có dám nói em ra nó sợ là tốt. Em ngoài cái việc mà chia sẻ trên kênh ra thì chỉ biết là động viên tinh thần gia đình thôi, chứ em cũng không biết cách nào để mà giúp đỡ cho gia đình của mình. Anh thôi cũng nói chung bây giờ anh trùng cột anh cũng là tinh thần rồi cho mấy cháu với lại vợ với cả người lớn và các thứ ha. Vậy đi nha anh. Thì không còn cảm ơn Dũng Sinh như các Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ khi nay. Thì cũng có lời cảm ơn Mạnh Thường Quân sức khỏe. Cái sáng tiện ngày hôm nay thì cảm ơn tới Mạnh Thường Quân hỗ trợ đến cho gia đình coi như là có cái động lực ở trong cái cuộc sống. Xin cảm ơn mọi người. Ngoài cái việc mà hỗ trợ tiền nong thì cũng mong mọi người ví dụ như động viên tinh thần rồi anh nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái clip sau.